nha, chúc quý vị sức khỏe. Bữa nay đi làm show á chị, rồi tùm lum chuyện giờ mưa gió rồi chạy khắp cái sân bay nó không có thời gian làm gì hết trơn. Thì đầu thì mấy chú mấy bác đem là bán. Bữa nay thì em có ổng áp 10 kg, em 74 kênh và cặp súp súp nét sồ cái gì BGO gì đó. Một cặp full đôi này là bát thái chắc thái. Và ông anh ông chú đẹp trai em là một đống Eco G quẹt trăm. Trước chiếu em sẽ có cái chương trình mới cho quý vị xài cái Eco G nha. Cái Eco G này có thể phối hợp với một cái ampli mình muốn xài được, để cái dòng quẹt trăm này nè. Chơi với cái ampli cực kỳ hay luôn á. Với một con mixer Sorab 12 like. Với mấy con em đẩy đẩy bãi này mới về nè anh chị. Đây cốp đi quay điện 110, điện 120 chia tín hiệu ha. Ở đây là có quan cơ. Quan cơ lai số và cơm xo. Chép bát 40 giá rẻ. Và đây có là hai cặp thùng đồ chơi tình bạn nha chị ha, hai cặp thùng đồ chơi tình bạn nha. Bây giờ em sẽ lấy cái thùng xuống rồi thử cho con chị nghe với em ha. Hay dạ. Mới quá chị ơi, sáng nói chung là nó cũng vui lắm. Tại vì em mà tiến hành chuẩn bị quay video á. Cái mấy chú lại chơi cái đầu ngưng. Nó không có bỏ. Cứ làm tới lần đuôi hoài mấy ngày đó chị. Đây là chị vàng. Thì đầu tiên mình bán này đi. Đây cũng vậy, cặp thùng hai bên nó màu trắng nè. Hiệu của nó là DGB vậy ha. Đây là hai chép đây không chị. Ôi chạy lên ốc lục giác bông cũng ngon ha. Xịn nè, xịn nè. Thùng thì còn đẹp cái xà beng không chị ha. Đó, hai nè. Qua đây tới cái tên thứ hai. Hai cái này là còn đẹp nữa không chị ha, đẹp nhất nách luôn. Đây là đồ chơi tình bạn nữa không chị ha. Đó. Để em khui thử là nó trong nó có cái những gì ở trong ha. Chung cực thùng này khá là đẹp. Ồ, lo còn zin luôn, tất cả còn zin hết cũng vậy ha, tất cả dứt à. Thôi còn cái tem của nó luôn ha, má ơi cái gì chặt. Khui. Rồi, tắt bả còn ken xe ben không chị ha. Bát này là bát 20 không chị ha, bát 2 tắt nha. Cái này là cặp thùng này hơi bị đẹp á, rồi con cục vàng quay ra sao con quay ra vòng cái thùng đó cục vàng. Cục thùng này là bát 20 không chị, vỏ màu trắng nha. Đó. Cặp thùng này hơi bị đẹp nha anh chị ha. Đó, này anh chị, ở trên nè, trên đầu nè. Còn đẹp không? Bây giờ em thử cái trên này ha, rồi con ra trước đi cục vàng. Còn em thử cái trên anh chị nghe ha, cái trên cô dây rồi á. Nói không với nói chung là hạn chế sửa chữa độ chế anh chị ha. Thì những cái món này á là em ở nhà em mua, cho nên là thành ra là đủ duyên, cho nên là có chủ ở đây, cho nên về mấy này đa số em có thử rồi hết trơn chị ha. Cái nào có thử rồi em sẽ báo ha, vì em sẽ coi lại con cái nào chết không. Cái này không kêu này ha. Lỗi một cái chép à. Đó, kiểm tra cái trên là cái nữa rồi. Được, coi nó tốt không. Là hai cái thùng này là tình trạng của máy là chép vẫn còn kêu, mà kêu được cái trên này rồi, cái trên này cái dưới này không kêu nữa chị ha. Bát thì còn nguyên chỉnh nguyên bản luôn. Đó. Vậy là làm ơn có ai cho tôi cái viết lông với cái. Rồi con quay cái thùng lại cái nữa đi cục vàng. Mà Út sẽ lấy cái cục keo. Đi tôi viết.
cái cặp hùng trang xà lan như thế này nó chị để chung về gia đình cưng lắm, tại vì nó lý do là nó màu trắng bên hông, bạn chị thấy đẹp không, cứng ngắt nha anh chị ha. Cái cặp hùng này anh chị, cái cặp hùng DB này nè, đây quay cho anh này cái gì vậy, cặp hùng DB này em bán cho anh chị là 470 ngàn, 470k bao ship tới nhà nha. À, 470 ngàn cho cặp này không chị ha, 470 ngàn cho cặp hùng rất là cưng như thế này ha, đẹp, nói chung là quá xá đẹp luôn. Rồi 470 ngàn cho cặp này không chị ha. Rồi từ từ đi bé cứ ngồi đứng ngồi chỗ đi bé. Rồi tiếp theo đây có cặp hùng huyền thoại đây không chị ha. Đây nói chung là mấy cái hùng gia đình này mà đẹp lắm chị ha, còn đẹp em mới lấy ha, còn không đẹp thì em sẽ đặt bỏ luôn này để lo mắng luôn chị. Em sẽ giúp cái kinh nghiệm lại nha. Nếu mà em máy mà không đẹp á là mình sẽ lấy cái ruột, không lấy cái vỏ anh chị ha. Đó. Cặp hùng huyền thoại. SH998 gì nè. Ghê không? Để em thử cặp này cho anh chị nghe ha. Đó, à, con cứ ngồi chỗ đi con. Lê họ lên đó coi nhức răng nhức đầu luôn. Rồi, em thử cặp này cho anh chị nghe ha. Em thử cái dưới trước nha anh chị ha, cái cuối cùng này trước ha, cái dưới trước ha, rồi tới cái trên. Ngon thế. SH998 không chị ha. SH998 này là 480 ngàn, 480k bao ship, đây quay một cái 480k cho cặp này cũng vẫn là bát 20 nữa không chị ha. Này để phòng hay để đâu nghe nhạc chơi riêu. 480 ngàn là em bao ship mọi miền tổ quốc đó. Cái giá của em bán là em bao ship luôn ha, không tốn phí gì nữa hết trơn không chị ha. Đó, cặp này xong đi qua. Rồi tới tiếp theo đó bán luôn cái Mr. Sodap đó, quay cái Mr. Sodap luôn đi. Rồi em bán cặp Mr. Sodap đó không chị ha. À, cái Mr. này là tình trạng nó bị dơ từ lâu mất, tại em mua của các bạn giảm thanh về anh chị. Nó dơ dữ lắm luôn, cái Mr. này nó dơ. Giờ phải phải làm lại luôn chị, nhưng mà eco thì quật thì ba mạnh. Đó không phải gì lấy cái đó làm công chuyện cũng được. Đó, cái sơn gì đó cô chú chị. Thôi bây giờ hết biết làm gì luôn chị, tại quá trời lộn xộn mà. Em dẹp hồi sáng vậy, dẹp ra vô 2-3 lần quá. Cứ tiến hành không dẹp vô, tiến hành không dẹp vô hoài vậy đó, tại vì mưa rồi mấy chú là chơi với con á. Cái giờ tới hoài luôn. Đó, bây giờ đủ duyên rồi, mình bán cái này trước đi. Đây em có cặp chép nè anh chị ơi. Cặp chép mới ken xà beng luôn nè ha. Nè anh chị. Mới không? Hồi nó đẹp dữ gì không biết nữa. Của ông chú. Ông chú đẹp trai ha, ông chú đẹp trai gỡ bán cặp này không chị ha. Qua nó đứng đi còn góc bên kia rồi. Để tôi tới luôn. Rồi cặp chép này, cặp chép 7 750 790 không biết luôn nữa. Tại nó không có để gì trên, nó chỉ để chữ RCS thôi.
thôi em bán đứng xuống bên kia đi chú đi cục vàng. À, em bán cái cặp chép này cho cô chú chị ha, vẫn là lấy cái bộ nãy giờ thử nữa ha. Xích ra xa chút để nó banh cái điện thoại luôn à. Sướng không chị? Một cái nha, đẹp, đẹp không tì vết luôn á. Tới cái thứ hai. Dạ má ơi, không bên trần không chị ạ? Dữ lắm ca này à. Lộn xộn sẽ bằng ngày em hết trơn. Đúng vậy, em cũng lên sớm lắm tại là mấy ngày cũng lên sớm mà cái mình bài bên bố chặn hết trơn rồi. Cái quay ngang mấy chú mấy bác là chơi cái ngưng. À, cái ngưng là nữa. Rồi, cặp chép này hát tốt như thế này đâu không chị? Đó, em quay lại cho nó gì coi cái nữa. Đây nè. Chép là còn can xà beng mới, can xà beng không tì vết luôn nha. RCF á, anh chị đích nhôm ha. Đó. Đó, anh chị thấy đẹp không? Anh thử tới đâu, anh báo tới đó nha. Đó. Cặp chép này còn mới chát như thế này anh chị. Đó, bây giờ em bằng em đề cái giá lên ha. Cái cặp chép này á, anh chị, nó còn mới như thế này nè. Em bán cho anh chị là 850k bao ship đó nha. 820k đi. Bao ship luôn chị ha. Đó, chị trừ khi bên em chỉ khi, trừ khi em bán trừ khi cái vỏ thùng em mới không bao ship thôi ha, còn tất cả bao ship hết. Rồi bây giờ đảo lại bán cái mixer Rolab này. Mà cái mixer Rolab này thì em có thử xương nó rồi thì cái like tổng bên này nó không lên tiếng nè. Còn eco điều hoạt thì còn chạy khen cho bạn luôn. Đây con, ngồi ghế đi con. Đó. Cái men này em dặn có chút xíu, cái cục đẩy này dặn có tí nị nị nè không chị thấy không? Còn nghỉ hát luôn à. Cô anh chị coi video mà nó có hơi sò quần thông cảm giùm em nha. Không biết lấy bề dặn thì thử luôn à. Tôi thử mới đây mà hết trơn mình tặng. Thì màu thôi. Bắt từ trái không phải không chị ha, chưa kéo mà hát là nó dơ cỡ nào đó. Kỳ lắm, nói chung là nó bị dơ hết trơn không chị ha. Vậy mà nó dơ em à. Trời má ơi, tới không chịu luôn. Còn hát không chị ha, thử cho nó sống không thôi được rồi. Thử cho nó sống không được rồi. Sống. Cho nó mau cô chú anh chị. Sống. Này là máy này tắt hết trơn rồi, em thử cho nó có tiếng thôi cho nó mau ha, để gọi là xe từ nút là mệt lắm ạ. Đó xong.
kêu hết. Mà có bị mấy lai đầu nó dơ quá, dơ này, bụi này rút ra mà nó bụi cỡ này nè, tại đâm chọt cho một cái là bụi một đống luôn. Sống anh chị ha. Đó, sống nha anh chị. Mà bên đây bên bên cái lai cái ngõ ra LG rồi nè. Để anh thử thấy nó không kêu. Tự lợi rồi. Có bị hư cái lai tổng này không chị? Hư cái đó. Dơ cái gì tại này tháo cho độ của khách ra nè. Rồi, nói chung bên đây lỗi nha. Cái lai bên đây lỗi, lai tổng rồi chị. Về xử lý cho em. Em thử cái SS của nó chị ha. Đứt dép luôn. Rồi xong rồi đủ viên luôn rồi. Dạ, đứt dép luôn. Xong luôn rồi. Ôi chị ơi, đứt dép rồi. Mưa tới rồi, đứt dép nữa. Chết rồi, chút mình hỏi rồi tiền góp mua đôi dép mới được không chị ơi? Hỏi của bà thì sớm. Đó, bây giờ cái micro đâu cái nào không chị? Nói chung là anh em có xài micro này nghe được lắm nha. Micro Debitotip 412 La Mã nè, nghe được lắm. Em đang nói là tin dụng nó đó, em đang sử dụng nó không ạ? À? Nó hiệu quả không chị? Nhẹ kinh khủng. Dòng Debitotip làm như là hơi bị ngon đấy. Rồi em sẽ thử cái Echo nha. Coi nó Echo sống không. Trời ơi, cái mì này nó xè luôn kìa. Hello, hey. Hello, hey. Ba. Hey. Sao ông này nãy giờ mưa ướt nè ông chị. Ông ướt xong ông tới ông chị không à. Hello. Một, hey. Một, hey. Nó còn chạy ha, bây giờ em sẽ cho qua delay coi nó chạy không. Xe một cái. Rồi chậm luôn rồi. Này là cái nút tab này là bấm vô. Nha. Lụm. Hello hello. 1 2 3 Chúc tay cùng cùng đi. Hello. Em đứng cái bên cái thùng nè vậy ha. Anh thử cái thùng cái bên em luôn á. Giờ cái mixer này nè, tình trạng nó đã giờ em đã báo rồi đó anh chị ha. Thì em bán cái mixer này cho cô anh chị là 1 triệu 100k ha. 1 triệu 100k cho mixer này. 1 triệu 100k bao ship ha. À, cái mixer như thế này là 1 triệu 100k bao ship tới nhà không anh chị ha. Đó, 1 triệu 100k cho bạn mixer như thế này. Bây giờ em sẽ tiến hành này, em thử echo reward cho anh chị nghe. Đây một đống rồi anh chị à, phút 90 của một ông gỡ xuống một đống luôn nè. Đó, quá là ngon. Đây thì cái này á là anh chị sáng rồi con không sao con. Cái này nếu mà mình ra mình dịch á, cái tiếng này ra nó để là Made in Japan ở dưới đây nha anh chị ha. Đó, ở dưới đây là để Made in Japan nha. Tại vì có nãy ông chú mua con cây cái lô được rồi á. Ông nói là ông cần cái chữ Made in Japan. Đây, em sẽ cho ông chú coi cái ông chú ha. Nè, ông chú cho ông chú coi cái chữ Made in Japan lấy ra nè. Cái điện thoại nó hư nha. Đây nè ông chú ha. Ở đây là nó như thế này nè ha. Đó ông chú thấy chưa? Ông chú khó làm khó con rồi đấy. Đây nè. Ở đây á nó để làm dịch cho tiếng Việt, để sản xuất tại Nhật Bản nè ông chú thấy không? Đó ông chú thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa? Đó. Nó ông thắc mắc gì? Tại chữ Nhật, để chữ Nhật không chịu rồi, để chữ gì mấy giờ băng ông chú mới chịu, con chả hiểu ông chú luôn. Đây. Cái này em sẽ giúp cái kinh nghiệm là em sẽ để ốc như thế này cho cô anh chị ha, về tự bắt vô nha.
về em có thể náo nó coi liền luôn đó, vừa thấy không, nó đẹp như thế này. Thì em về bữa nay cũng được 7-8 con không chị. Cái này là không vệ sinh, không chà giữa, không tốt gì trơn. Đây đặc biệt cái này là còn cái sin màn hình luôn nè anh chị. Cái sin màn hình nó còn nè, mình lột vô luôn được nè. Mình lột vô là mớ can sà beng luôn nè mà em không có lột nha. Đây là cái sin màn hình nữa thấy không? Đó, lột cái miếng này ra là gọi là mớ trong hộp cái này luôn nè. Đó, bây giờ thôi em thử cái này cho anh chị nghe với em nha. Cái nắp của nó đây. Đó, anh chị thấy không? Hàng nhiệt tới bây giờ gì là ngon rồi anh chị ơi. Đó, em thử cái này cho anh chị nghe với em. Em quá sáu là nhiều rồi, 7-8 con rồi, cho nên là chắc cố gắng thử từng con cho cô chị, hay là có thể cô chị cần em sẽ báo hết một cái một qua luôn. Thôi vậy em sẽ thử một con thôi. Thì cái nào sống anh cho nó sống, mà trong 7 con này nó sẽ có một con là, nó có một con là của thằng Trung Quốc đó anh chị ha. Trung Quốc hay gì đó, có một con nhái à. Chút chứ em sẽ cho con chị coi con nhái nha. Cũng có một số á, có một hay không nói, không nói kỳ quá. Nó hờ đụng chạm mà tới không chị nè. Đó. Thì giờ con chị về mà con chị mở nguồn lên á, nó nổi lên này nè. Con chị bấm vô cái chữ store này một cái. Bấm vô cái nữa. Đó, là gọi như số 2 ra rồi đó nha, vậy là mình xài thôi ha. Bây giờ mình tắt, em tắt lại ha. Vì nó nổi lên chữ E4 này nè, con chị bấm vô cái store cái, bấm vô cái nữa là ok ha. Thì em sẽ chỉnh cái con này vô con chị nghe với em. Nói chung là hàng Nhật, cái này là cái tem tào lao nè chị, cái tem này mấy ổng dán treo lên cho nó vui nè, chứ không phải là của nó như vậy nha. Rồi đó, để lại cho nữa bé ơi. Mà giờ mưa nữa rồi anh chị. Mưa nữa rồi đó. Ở đâu mọi người đó, ở mấy cô chú chị ở khu vực khác không biết sao chứ ở đây là mưa ha, mưa hơi bị sướng luôn á. Đây nào anh chị, về ví dụ như cái này là cái âm ly đây ha. Mình chỉ có eco không? Nè, em thì cái nắp em tháo sẵn rồi. Khó thao tác quá. Em để thêm như thế này nè ha. Bây giờ em gọt tiếng quạt xong anh chị về có thể xài chung cái ly cũng ngon nữa. Đó. Luôn, luôn. Lên là lên là lên là lên là đẩy đẩy lên. Hello. Hi. Ba. Hi. Hello. Hi. Ba. Hello. Cái này đang xài của cái thằng này nè anh chị. Thử cái này nè ha. Hello, 3, 4, 5, 6, hi. Đó, vậy con chị cái chỉnh tần số này rồi mình ưng xong mình bấm vô store rồi mình lưu lại ha. Xong rồi mình xài mình gọi kênh ra. Bây giờ em cho lên đi, cho lên 50 đi. Cái micro em đang bị sèn không chị ha. Dữ lắm à. Bây giờ thí dụ em chỉnh xong gì em nói ưng quá, bấm lại. Thì là cốt ha. Hello, hi, ba, hi. Bây giờ như thế này em sẽ tắt cái phát chỗ này ha. Bây giờ nữa cô anh chị có thể xài vô mixer cái gì đó, mình xài gì cho nó tiện nha. Hello, hi. Là qua dẫn qua cái này nè. Hello, hi. Nhưng mà nó không có cái gì để nghe hết trơn. Thí dụ cái này là cái âm ly đi. Dẫn lên. Hello, hello. 1 hi hi 3 4 5 6 7 8 chi dữ lắm luôn à. Này là bao lâu dữ lắm à. À bấm vô nãy giờ chưa lưu, sorry. Hello, 1 hi. À, bây giờ em cho cái reward cộng eco cái này, giống như cái này là hiện giờ cái này nó âm đi ha. Bây giờ em cho em ghi cái micro đây. Em đi thẳng qua cái âm ly đi. Thì em sẽ, cái này là echo phải không? Bây giờ em sẽ cộng cái quật nữa nè. Lâu 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 lâu. 1, 2, 3. Anh chị nghe quật bay không? Nếu ngày mai nếu chúng mình yêu nhau. Lâu 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 lâu. 2, 3.
icon của âm ly đây. Ví dụ cái này là, thí dụ cái này là cái âm ly đi ha. Đây, đây không có âm ly của khách. Âm ly nó bị hư không thử được nè. Em tắt cái icon nè. Hello. À, quật không chị ha. Em cộng icon đây nè. 1 2 3 Còn mấy chú mấy bác nào mà nó gọi là có âm hiểu chút đính đỉnh á thì mình sẽ mồi qua đường ốc, mồi vô vô đường này lợn ha. Đây gọi là mồi FXG ha. Thì cái con này á, đây nè anh chị, cái con như thế này á em sẽ bán cho anh chị. Đây cái con này thì tình trạng em đã báo rồi ha. Đây nút này về gỡ gì cho anh chị, mà cái nút này là không phải là cái nút của nó anh chị. Đa số mấy cái này cái nút là không phải của nó nha, cái nút mình nút của âm ly không à, nút của nó không biết ai nhai hết trơn rồi anh chị ơi. Thì cái này nó sống như thế này nè, còn là máy máy này là đặc biệt là không, hình như là tỷ lệ sửa chữa thấp lắm anh chị ha. Đó, cái con như thế này nè, cái nắp đó nè. Đó, thì cái lô này nó không có cùng nguồn luôn chị ơi. Cái lô này gỡ gì hôm nay không có cùng nguồn nha. Đa số mấy cái này gỡ gì không có cùng nguồn, có là em sẽ tặng cho anh chị hết trơn nha. Và cái thằng quẹt châm này thì nó khá là nhiều quá, cho nên nó tới 7 tấm con em sẽ đánh dấu số 1 nha anh chị. Số 1 cái con này em bán cho anh chị là, tại mấy con này nó như thế này nó không có nguồn anh chị, 750k. Em sẽ hướng dẫn cách xài gọi nha. 750k bao ship tới nhà cho con này không chị ha. Cái con này nè. Đây nè, về cho anh chị coi. Nếu mà cái nắp này ở ngoài nó gì nè. Ở trong nó gì nè ha. Ở trong này nói chung là mới can xà lan á, em không có vệ sinh con này nha. Cái bịch này là nhớ không chị ha. Cái bịch này là bịch ốc nha. Đó. Giờ cái cục nguồn của nó là gia tiệm mình mua nó bán cục nguồn micro 12V. Này xe gỡ về cái chui nha. Này cái giống của micro anh chị ha, chứ không phải là cầu kỳ gì chân nha. Cục nguồn micro 12V thì họ sẽ đưa cùng nguồn là như là 30.000 vậy đó, em chỉ đưa vô xài thôi nhóm nha. Đọc vô đây. Mở nguồn lên lụm ha. Không có gì hết trơn á anh chị ha. Thì có thể nguồn tại nguồn nó nguồn DC ha, chứ không phải là AC. AC thì mình mua hơi khó, nhưng mà DC thì nó xài thông dụng cho tất cả đồ hết. Rồi con này là mã số 1 em bán 750k nè anh chị, bao ship tới nhà nha, một con ha. Em sẽ chắc qua từ từ ha. Em cũng có được mấy con vàng á, mấy được mấy con vàng nữa chị ơi. Đây. Đây. Cái này là hàng Nhật hết trơn anh chị ha. Thì chút em sẽ quay cho anh chị coi là chi tiết của cái con Sena hay coi như thế nào ha. Cái nắp này là mình ốp vô trong. Ủa, cái nắp này nó gì luôn à, màu này nó gì luôn à. Đó, thấy không? Đó. Mấy này em test sống hết trơn không chị ha. Cái cách hướng dẫn sử dụng xài thì em sẽ có chỉ rồi đó. Thì con như thế này đó, quay cho kỹ cho anh chị coi. Các em không có chùi lao, không có vệ sinh, không có qua hình thức dọn dẹp nó hết trơn ha. Cái này là hàng Nhật hết trơn nha, không phải là hàng tàu lao anh chị ha. Rồi cái con này là cái con mã số 2 em test sống rồi ha. Con mã số 2 điều quật này là em đánh mã số anh chị ha. Mã số 2. Số 2 760k. À. Bao ship anh chị ha, về mua cùng nguồn để vô lụm thôi ha. Này là đúng hàng của Nhật hết trơn anh chị ha, không phải hàng tàu lao ha. Chút chiếu sẽ có con hàng tàu lao cho anh chị phân biệt. Cho ông chú xinh đẹp trai đó, đó, ông chú đẹp trai đó phân biệt con ha. Đây. Của nó ở trong nó gì đây? Đó. IC Sharp Yamaha được các kiểu ha. Thì cứ coi đi nè, cứ coi đi ha. Cái này là của Nhật ha anh chị ha. 760k cho con mã số 2 này ha. Đó. Bây giờ quay kỹ một cái nữa cho mấy chú, tại vì mấy chú có mấy chú mua đồ của con đó, mấy chú nói là tả không chi tiết gì không hiểu luôn. Trời ơi, chơi tất cả nay luôn mà mấy ông bắt lỗi con là không chi tiết gì, con hiểu luôn đó. Nắp này con quay, con quay từ trái sang phải cái nữa coi. Rồi con này mã số 2 nha, 760k bao ship tới nhà. Con này chưa tháo nắp bỏ một bên một đống luôn. Ây da. Rồi anh chị tiếp tới đây nữa.
con này là còn cũng còn khá đẹp, mấy con này nói chung là tại hàng Nhật á chị, thường thường là nó gọi là cháu bò á. À, mắc cái nút này, nút ở ngoài nè ha, mấy cái nóc này thì về có thể lấy cái nút âm ly để vô cũng được ha chị, cái nút chụp ở ngoài không sao đâu, để thí gì luôn cũng được nữa không chị, không cần thiết để nữa ha. Đây cũng là sản xuất tại Nhật nữa không chị ha. Giờ ốc em có để sẵn từ cái em tháo cho tới đâu em sẽ bịt tới đó, em để cuồng keo gì nữa không chị. Đó thì mình cứ lôi ra mình bứt vô là lụm thôi, sẵn của Yamaha hết trơn nha, mình da băng hết trơn luôn chị ha. Chứ con IC mà còn đóng cái da băng như thế này mà ông chú đẹp trai nãy ông nói là hàng tàu lao, em không hiểu làm sao luôn, thì ông gửi gì cho em không có gì hết trơn á. Chứ con mã số 3 này á là em bán 770k, mã số 3 770k nha anh chị ha. À, mã số 3 770k nha. Đó. Cái lô này về không có nguồn đâu chị ha, nói trước nha. Về tự mua cùng nguồn nha. Đó, đây nè. Đây nè, anh chị nhìn ha. Nè, cái này là đúng hàng xịn sò luôn nè. Nè, cái tem cái này nó để của chữ Nhật luôn nè. Đó, để trên đây để lại để DC12V luôn nè ha. Thấy chưa? Tất cả giống hệt nhau anh chị ha. Còn cái tem mũ của nó này nè, cái tem giấy của nó này bị lột mắt rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ khui cái con tàu lao ra cho quý vị coi ha. Em đã test gọi sống hết trơn rồi. Đây. Thấy giờ nó có khác gì không? Đó, nó có khác gì không quý chị? Giống hệt đúng không? Cái này em sẽ khui 1, 2, 3 xíu. Thấy chưa? Con tàu lao nè anh chị ha. Là sao mà có mấy trăm ngàn mà tại sao lại sợ con gạt chứ? Trời ơi, chả hiểu. Ui. Gạt cái gì tập này anh chú ơi. Đó, con tàu lao như thế này đây. Đó, nắp nè thấy không? Cái màu làm nhìn cũng chết người ta nữa chưa. Mà đặc biệt là cái con tàu lao là của anh chị tháo nó dính cái chỗ này, nó có chấu này nè. Nó có chấu này nè, chứ thật sự cái con của Nhật người ta đâu có tháo ốc này ra đâu. Đó. Con xịn đến từ thương hiệu bãi của con. Này bãi Tân Châu nha, con ở Tân Châu thì cho bãi Tân Châu nha anh chị ha. Cái con mã số 4. Cái con mã số 4 bãi của Tân Châu em. Cái con này em bán cho cô anh chị là 470 ngàn. Đó, cô anh chị thích thì xài đó. Đây nè, có hàng điểu nè, bữa hên đủ duyên á. Có hàng điểu cho anh chị coi. Đó, thấy không, hàng điểu đó không, 470 ngàn. Bao xíu tới nhà luôn. Đây, quay lại. Còn nữa nè anh chị. Đây, có cần em sẽ dịch lại cho anh chị coi nó không? Này sản xuất tại Nhật nha, sản xuất tại Nhật nha. Đó, thấy chưa? Sản xuất tại Nhật. Tại nhìn cái ruột của thằng này với cái thằng hàng điểu là dễ biết, nó tháo ra cái ruột mới biết được nó. Thấy chưa? Có gì thấy chưa? Đó, cái này nó để là mấy in da băng hết nha. Đó, tất cả là mấy in da băng hết. Quẹt châm luôn được không? Đóng số đàng hoàng như thế này mà làm sao giả được. Đó. Cái lô này về em báo lại cái nữa nha, không có cùng nguồn không chị ha. Cái con mã số 5 này thì em bán cho cô anh chị là 740 ngàn, 740k mã số 5 đó, 740k bao xíu tới nhà không chị ha. 740k cho con quạt châm này, 740k hoạt động tốt không có lầm. Tại nó dòng này chả có gì để hư không chị ơi. Chủ yếu là nếu mà nó hư là nó hư mấy cái nút này nè. Cái nào không chị? Nó bị dơ là dơ mấy cái nút này thôi, mấy chiếc áp này thôi, không có gì hết trơn ha. Trong đây không có gì nữa hết trơn ha. Cái tiếc là trên cam gửi cho em như thế này á, thì nó không có, nó có một hai con là đóng với mấy da băng là lô rồi thôi. Lô này là tất cả để là tiếng tà, tiếng Nhật không anh chị ơi. Cái điện thoại Úc ở đâu rồi ta?
Còn cái tem giấy này nó muốn dán Nhật hay là cái gì đó dán, nhưng mà quan trọng là mình mua đồ này mình có cái nội thất thôi. Dịch nữa. Ô nó còn phù hợp với Abada. Thấy chưa? À bên đây, cái con này ở bên đây nè. Con này hơi khác người ta. Nước sản xuất tại Nhật Bản, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, thấy không, thấy rõ không? Đó, nước sản xuất tại Nhật Bản thì bây giờ cái lô này nó ra năm nào đó thì nó có thể để sai số chỗ này thôi. Nó muốn để đây hoặc để China, Nhật gì đó, để Nhật hay để mấy in Japan thì ở đây cũng được, hoặc là trên đây cũng được, muốn để đâu để ha. Đó, anh chị thấy không? Nước sản xuất tại Nhật Bản. À, thấy không con? Ở đây nè. Cái hồi nãy nó nằm bên đây rồi nó nhảy qua tới đây nè, thấy không? Tất cả thì giống nhau hết. Đây. Vấn đề là việc chăm ha. Rồi. Cái con mã số 6 này không chị? Cái nắp này ôi này, đẹp không? Ốc thì em vẫn để ở đây nha không chị ha. Ốc thì em vẫn để đây nha, về mình tháo, bây giờ mình tháo nắp ra mình coi. Ví dụ em nhận hàng đi, không cần cái kiếm cái dít, khui coi cho đã đi ha, coi đã xong rồi cái đầu lột cái này ra, chụp cái này để qua bên, rồi lấy cái dít lại dặn vô. Đó. Em sẽ chơi cái chiêu của bà chị xinh đẹp của em. Đây. Quay từ trái sang phải cái cục dặn. Rồi cái con mã số 8 này không chị? Ê mã số 6 cho lộn. Sorry. Dán. Mã số 6. Con này vẫn là không có cục nguồn nữa không chị ha. Đó, cái con mã số 6 này em bán cho anh chị là 700. À 55k. Tại cái này là để cho cô chị phân biệt được cái con nào thôi ha. 755k bao ship tới nhà ha. Một con reward đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đến từ Nhật Bản luôn chứ không phải là thương hiệu gì nữa hết. Rồi tiếp qua đây. Con cứ ngồi đó đi con. Rồi cái này cái trong hú này nè anh chị. Nãy em tháo cho mình đồ ra, trước khi tháo là em đã test đằng đồ rồi em mới tháo nha. Đó, cái tấm hú tay chân đầy đủ ha. Rất là xịn sò hơn chị ha, xịn sò có mấy anh em nói nha. Cái tấm hú này hoạt động tốt, không lỗi lầm nè, tiếng không bị méo, không bị bở nha. Em đã test gọi chân nữa anh chị ha. Cái tấm hú này em bán cho anh chị là 550k. Đó, bao ship tới nhà, mấy cái đồ này em bao ship tới nhà hết anh chị ha, cái nào không bao ship em sẽ báo nha. Là 550k ha, 550k bao ship tới nhà. Cái này thử rồi hơi bị sướng anh chị. Em có thử rồi nha. Rồi còn đây cái con còn cái con quật trăm nè, mắc nút tờ lưa cho nè anh chị. Chưa đánh mã số. Rồi. Cái con này là cái con hàng gì đây? Để nó chút xíu đi hãy tính cái con này nhớ nhắc cốc nha con. Rồi ở đây nè anh chị, có một con chia tín hiệu nha. Ở đây là nút dặn từng kênh mình muốn, và đèn báo từng kênh có hết trơn nha, tín hiệu đầu vào có hết trơn không chị ha. Một con này đến từ đây nè, mã số là chia tín hiệu là 1048 ha. Đó, cô anh chị muốn men nào lớn nhỏ là được hết đó anh chị ha. Thí dụ như cô anh chị hát 4 cái men full đây, cô anh chị ghim vô đây in 1 bởi em bên đây, con chị chia ra nè, bốn mỏ ga nè ha, nó trách nhiệm nó làm vậy thôi ha anh chị ha. Chỉ cái con này á, đó con chị ha, máy thì bao đẹp ha, đó thấy chưa, đẹp chưa. Cái con chia tín hiệu này nè anh chị, em bán cho cô anh chị là cái con chia tín hiệu này sẽ kèm thêm mình dạy như nguồn nữa anh chị. Con chia tín hiệu này em bán cho ông chị là 600k nha, bao ship tới nhà nha. 600k.
có cần ghi chữ BS không? Tại mấy này bao ship sẵn rồi. Này 600k cho con chia tín hiệu này không chị ha? 600k bao ship tới nhà không chị ha? Này hàng bãi đến từ sao Tanda là đúng hàng của chai của chị cơ. Của China không chị, này hàng này hàng đúng nhập khẩu China nha. Đó. 600k cho con này bao ship tới nhà, con chia tín hiệu nha. Rồi tôi lửa cho rồi. Rồi. Tiếp ở đây. Cái con code em gả cho cái dàn đồ ra nè, cái dàn đồ sau lưng nè. Code này là chạy là điện, đây nào anh chị coi giùm em nha. Điện vào là 120V nha. Đây. Nó dài cái hậu nó hơn gan em nè anh chị ha. Cái này á là điện nó 120V nhưng mà ý giá trời trời ơi, ốc lủng nè con ơi, lủng rớt ốc mấy ốc này kiếm chết luôn. Cái con này là của khách á, mà nói chung là làm em vừa bụng á, tại cái tăng phô nó là 120 nhưng mà khách tháo cái tăng phô quấn lên 220 ha. Con gì thấy ổn không? Một con cốt B-Way đó, con cốt B-Way của USA không chị ha, đúng hàng nha, điện 120V luôn. Ở đây cái con cốt này nó bị mắc một cái nút dặn anh chị, cái nút dặn ngủ ở trước nè ha. Thời chứ không? Thì nó xài cũng như cái con code bình thường em bán thôi, giống như mà nó được là nó hàng xịn thôi nè. Cái này là tín hiệu đầu vào nè. Đó. Này full sub nằm đây nè anh chị. Nhưng mà để cái chữ gì em không biết luôn. Lên đây, cái này là sub nè anh chị. Cái này là full ha, còn cái này là các thằng số. Đó, em đưa ngón tay vô mình dặn được nó. Trời ơi. Ôi. Cái volume này nó xịn, nó đã dữ vậy ta. Hàng nhìn có khác không chị ha, nhìn nó đẹp ha. Tới cái chỗ mà cái ổ da ca nông thôi, nhìn nó cũng sướng nữa nè ha. Cái con này hoạt động tốt như thế này, điện là 220 không chị. Đúng pin của nó là 120V nha, nhưng mà đã làm đến 220 rồi. Thì con có này em bán như không chị. Con cốt này anh chị ha, 1.300.000 hả. Cái con cốt xịn của Mỹ này nè em bán cho anh chị, 1.300.000 bao ship tới nhà nè anh chị ha. Máy là gấu không, nhìn gấu không anh chị. Rồi con này 1.300.000 nha. Cái con cốt này anh chị ha, không phải đăng tiếng, hồi nãy có chú tại em đang Zalo chú gọi cảm ơn chú nhiều nha, chú nói tưởng nó cái đăng tiếng, dạ không phải, là cái code server để các tần số sub và full ha. Rồi tất cả cần thiết em thử rồi. Có video bữa nay hơi lâu rồi anh chị ha, thông cảm giùm em nha, thông cảm cho con cháu rồi anh chị ha. Lâu lâu con cháu mới được chuẩn ngày luôn, anh chị thông cảm giùm em nha. Sáng giờ uống 3 ly luôn á. Sáng giờ uống 3-4 ly luôn. Đây, cái này là cái van cơ. Cái van cơ là DSB DX2009 này nè. Van cơ nha, có Bluetooth luôn nha, có anten có Bluetooth luôn nè. Cái này là cái cơm. Cái cơm hôm bữa bán 590.000 nè. Ông anh kêu hói quá trời hói để làm nguồn lên, em chưa làm kịp, bữa nay em làm xong rồi nè ông chị ha. Đây là cơm mixer bãi nha, hàng bãi không chị ha. Thì khi nào mà có hàng xịn ấy, hàng của Việt Nam chúng ta thì con sẽ báo cho anh chị coi ha. Thì em sẽ thử, bắt đầu em sẽ thử cái van cơ đầu tiên ở trên ha. Van cơ lai số đây. Đó, van cơ lai số nha anh chị ha. Em sẽ thử vô anh chị nghe cho em. Dữ lắm mà bữa nay. Hôm nay ông chú không gửi gì đồ quá trời đồ luôn. Rồi em thử cái van cơ đầu tiên trên màn hình nha ông chị ha. Anh có bộ mic xịn, bộ mic đô xịn lắm, nhưng mà đưa cho ông anh, ông chú đẹp trai đi làm à. Đưa cho ông chú đi làm show rồi. Mà tại bộ mic đó đúng ra là quay lên rồi á ông chị, nhưng mà đang quay ông chú ở nhà thì em sẽ ngưng ha.
gọi bên tầng này em thử quan, em sẽ làm dấu bằng cái chiếc lông cho chỗ nào ra và chỗ nào vô cho anh chị coi, về khỏi cần mò hết chị ha. Mò cực lắm. Nói chung là tụi em làm á, thì tụi em nói chung là nó quen, cũng nó gọi là cũng quen rồi, nó cũng đỡ hơn, chứ về nhà mình ngồi mình mò nhức đầu lắm anh chị ơi. Có một ông chú đẹp trai là đợt đó lên mua cái vàng gì và ít mấy đó, ông nói chú ơi xài được không, ông nói được, tao xài được. Cuối cùng về mà tới mấy bữa sau lên bán là lỗ 100-200 đó, là mua thuốc uống luôn. Nhỏ xíu à nghe, chứ không phải là lớn nha. Cái này là nhạc ha. Cái này em thử cái micro, em bớt cái mic lại. Qua này nó hơi hơi nha không chị ha. Thật sự ra là không có dít dẹp để thử luôn. Hello. Cái mi em nó bị xè dữ vậy trời, cái mi này nó xịn. Để gán làm con ơi, con hết cái mùa mưa này mua cái mi khác thử mới được. Đó, dặn thử. Và cái mi này xè thiệt không chưa? Dặn lên tới gần 50 nó mới trên đó nó mới ẹ hơi nè. Ta thử cái mi số 2 đi coi. Cái ngõ số 2 coi. Cái này chỗ này nó có đường dặn hết trơn nè anh chị. Nè, đút vít vô dặn nè để chỉnh bát chung chép này nè. Cái này về rất là dễ xài nha. Hello. 1 2 3. Trong tay không tin. Hello. 1 2. Bây giờ em thử cho nó sống vậy thôi ha. Cái micro em đưa lên thì nó mà cái micro này nó bị ẩm nãy giờ quá trời. Có tên hắn phần cho em nhiều đường lắm sai kiếm. Hello. 2 3. Nè, chỗ này là phần cơ ngoài trước ha. Rồi tới mình vô nè, ở đây nó để là mid 3V, mid echo 1V, echo 1 gì tùm lum hết trơn. Mình chị về đút cái dít dẹp vô là mình xe nha. Rồi ở đây nó có chỉnh bằng số nè, delay nè ha, delay 56 ha, 57 ha. Và nhấn cái nữa coi nó ra cái gì vậy. Tới delay tim thì phách nó tùm lum hết trơn, reverb nè, ông má ơi tụi lúa chứ gì, reverb tim rồi ba lăng ô tụi lúa chứ không gì ơi, có đủ đồ chơi chứ nghe. Đó, trong đây mình chỉnh được hết trơn ha. Hello. 1 2 3. Mi này nó hè quá trời cái mi nè. Đó. Bây giờ là nó còn sống không chị ha? Bây giờ cái mi không có, để thử làm sao biết nó hè không nè, cái dụng mi không biết sống làm sao để biết nè. Thôi chú biết sống thôi, coi kỹ giùm em nha anh chị nha, coi kỹ giùm hả mua nha anh chị nha, coi kỹ nha. Cái quan cơ lại số 7 này nè, mà thấy không, bán được của anh chị là 520k một con quan cơ lại số 7 ha, 520k bao ship cái nhà anh chị. Rồi tới giờ mấy kêu rồi đó. Nó nói à, nãy giờ đợi chết bà luôn mà không được quay. Rồi cái này nè là em chỉ xử sơ bộ thôi anh chị, về nghiên cứu giùm em nghe, thông cảm giùm em anh chị, em không có thời gian không chị, thông cảm giùm em nha, tại vợ con em còn tùm lum hết trơn, em có 40 đứa vợ luôn rồi. Thôi.
thông cảm anh chị, tại vì nói chung mà để thử từng con quan rất là khó, cho nên là bây giờ là em thử, quan trọng là nó sống hay không, nếu mà không sống thì mình bán chết luôn anh chị thôi, chứ bây giờ mà kêu xếp từng con là em không có chiên gì làm quan đâu anh chị ha, em nói thật luôn là em không có chiên gì làm quan đâu nha. Lên nguồn mát vang làm rất là cực, mấy anh em làm vang rất là cực, là nếu mà đi set up tại nhà cực lắm không chị ơi, từng chi tiết tùm lum hết trơn á. Rồi cái này cũng chè chè xẹt nữa kìa, má ơi cái gì trời, cái gì không biết nữa. Ủa cái gì vậy? Không biết dặn chọn cái tín hiệu nhạc vô chỗ nào ta. Không hát. Không hát. Những con này mấy chú nào biết ta mua nghe mấy chú ơi, chứ để mất công về nó sẽ không được, buồn nhỏ lắm nha. Này là ngon vô bỏ Kenter Vic Live Sub. Rồi biết luôn cái này dặn sao không biết luôn, một hạt cả họ bệnh nữa không họ tới không chịu luôn, không hát ta. Cái này là bán chị hơn ấy, chị Trang tí thôi nha, em Trang tí xíu thôi luôn luôn đi. Ủa còn kêu kìa, không biết cái thằng nhạc muốn xịt vô là cái ngõ nào ta. Lượt đi ba đi ba, lượt đi ba đi đi. Không biết luôn chị, không biết thiệt nha, không biết không biết, không phải là diễn nha. Em thử rồi nó không hát nha. Mi nó còn kêu gì đó mà nhạc không biết chọn sao vô nè, để nó chỉnh số nè anh chị. Tùm lum hết trơn nè ha. Đó, không biết luôn rồi anh chị, thua rồi. Bát chép echo, còn đây các tần số của bát chung chép gì nè, ở đây cũng các tần số muốn xịt này, bát chung chép của nhạc này, ba lăng này, tùm lum hết trơn nè. Ơi cái này con chú chị nào biết có lấy không chị ha, em không biết đem về cái bỏ chứ không làm gì trơn không chị ha, tại mình biết mới được nha. Cái con này em bán cho cô anh chị là một cái con này bán nhiều 520k, con này em bán 370.000. Đó, về coi con nghiên cứu giùm em, nghiên cứu giùm em nha. 370.000 cái con này. Thật tình là không biết thiệt. Chứ bây giờ mà tháo ra mà kêu em sửa, em sửa giỏi lắm chị. Em sửa chút xíu là sáng sớm mà ông chú cũng chạy ngang kiếm là liền giống luôn. Cái này không biết đâu, nói chung là em không gành thiệt nha. Bấm vô cái màn hình nó sáng lên nè. Thấy không? Chỉnh được chế độ từ luôn mất chân nè anh chị. Còn đẹp quá sao nó không kêu nhạc ta, mi chô còn kêu nó còn sự. Ôi bu lim một tùm lum hết trơn anh chị, bu lim nè. Khỏi không có trách em được nha, cái con này em bán chỉ có 370.000 thôi, về nghiên cứu cho em nha, em không biết luôn nha. Đó 370.000. Rồi tới cái cơm. Cái cơm nè anh chị, cái cơm nè ha, cái cơm bãi nè ha. Bây giờ em thử cái cơm bãi cho công chuyện nghe với em. Cái dắt mà nãy em ghim vô mixer đến giờ nè. Tính ra vậy là cái mixer này nó sạch dữ chưa. Đó, thử cái cơm anh chị ha, thử cái cơm xo ha. Mà cái cơm xo cũng có biết đâu.
có biết chỉnh đâu. À nhấn cái nút này là lấy cái cơm ha. Đây là CT mono. Son không chị ha, không phải năng tiếng mà cũng nó là gọi là cái máy nén tiếng, thay vì mình mua cái năng tiếng mà mình không mua, mình mua ngược lại cái máy nén tiếng. Nhấn nút bị vô, mở cái này lên. Alo. Ờ giỏi quá, giỏi quá, quá xá là giỏi luôn, giỏi quá. Alo. Kỳ vậy? Bên đây hát tốt mà bên đây kỳ ta. Rồi tới công chuyện luôn anh chị. Rồi cái cơm mixer này bên hát bên hông mà. Cho nó nhanh lẹ đi ha. Em chả biết đâu. Máy là còn nguyên bản nguyên viên chưa sửa, em chỉ em làm cùng nguồn thôi, em cũng làm cùng nguồn bên đây thôi. Cái máy này đẹp càng xà beng luôn, sao nó không hát rồi ta ơi. Ở cái cơm mixer này bên hát bên hồng lắm chị, hàng bãi nguyên con ha, còn đẹp chín nha chị ha, chị em chỉ làm cục nguồn thôi. Cái con này em bán vô chị là 370k, 370k bao ship tới nhà nữa chị. Bên này hát tốt, bên này sao mà nó không lên nữa chị, nó không ra tiếng không biết nữa, không biết luôn anh chị ơi, thua thiệt rồi. Không biết luôn gì, bên này không mát nha. Thở ra là biết là lúc luôn à. Trời ơi, chớ công chuyện luôn rồi bé ơi. Nè, 370 ngàn không chị ha. Rồi em có một con mang số tiếp 5 7 ha. Chà ít 57 anh chị ha. Khui. Khui cái nắp ra, cái con này nè, ra. Đây. Em ấy có lên mua nguồn Auto One ha. Đó, máy móc của em ấy đây soi chi tiết từ đầu xuống đít. Đó, thấy không? Đó, rồi em sẽ đóng nắp lại em thử cho anh chị nghe ha. Mặt mày đó anh chị tháo em xe đầu ra nè. Đó. Em thử cho anh chị nghe. Tại cái này là trong cái xe đầu chỉnh đó, là khách đang sử dụng là lấy cái FXR cái tiếng micro mà, cho nên là em cũng chưa biết là nó hoạt động như thế nào nữa. X5 ôi cái quạt gió nó é rồi đó lên ha. Thử cái micro cho anh chị nghe ha, trước tiên thử cái micro trước đi. Alo, alo, chu 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 lỗ này không, lỗ này đúng rồi, lỗ này ra không phải à, ở đây à. Alo, một em biết nhau giữa đôi trăng tròn, là một ngày
cho cái mú xịt nó ra nó hát đây không biết luôn anh chị ơi. Hello, 1, 2, 3. Đó, bây giờ là mú xịt ra câu vô đâu đây. Bên đây ghim bên đây coi nó ha. Này nhà chính sao ta. Mú xịt con. Nói chung là vang thằng cháu chả gành luôn vậy ha. Thì bán thôi chứ em không biết đâu. Ở chính sao ta. Không biết. Chính sao cho nhạc lên nè. Bị trô nát nè. Biết nhau giữ độ trăng trầm. Cái mì thì sẽ sống rồi anh chị mà không biết chỉnh đường sao cho nó nhạt nó ra đây. Em sẽ gán cái em mò chút xíu cho nó nhạt nó ra chỗ nào đây. Cho kỹ đó. Nhạt nó nằm ở đâu anh chị ơi, tại vì em thấy micro nó ra thôi nè. Nhạt em ở đâu vậy? Biết chỉnh nha anh chị ha. Nhạc im vô đâu ra đây. Muốn xịt. In 1. Nó còn tốt quá trơn mà mới chỉnh sao cho nhạc nó ra hả? Không biết không gì à? Micro thì em thấy ra nè, em không chỉnh sao cho nhạc nó ra luôn. Chỉ F5. F5. Ốc nó nằm đây nha chị ha. Ốc nó nằm hai bên, em dán bên đây nè. F5 7 lên nguồn ô tô rồi, 1.500k bao xếp tới nhà vẫn y cũ nha. 1.500k. Bao xếp đó, 1.500k cho con F5 này không chị ha, về nghiên cứu nha. Em biết chỉnh sao cho nhạc nó ra luôn. Mi vô thử cái bình thường đó. Chịu nó nhâm ga không? Chịu bao xíu tới nhà nha. À, con đi ho một cái đi cục vàng để có phiếu thử cái cho. Rồi đây, tiếp ra đây không chị ơi. À, tiếp ra đây ha. Cái con này hôm bữa nè. Cái con vàng số D10 nè. Con chú quá làm cô luôn chú không? Buồn luôn á, con chú sợ con giật tiền của con chú á. Không chị thấy không? Ổng nói với em gì nè. Ổng gọi em làm một tăng luôn. Ổng nói á, nó bị xét hết trơn rồi. Này xét của ổng đây nè ông chị, coi mẹ em nha. Có ốc như thế này là ổng nói là hư hết trơn rồi nè ông chị. Nó ốc vậy là ổng nó hư hết trơn rồi đó ha, chứ không có gì hết trơn nha. Đó ông chị thấy không? Con ốc mà nó màu nó như vậy là ổng nó hư hết trơn rồi, nó bị xét hết trơn rồi, không có xài được đâu. Rồi cái tay nó làm thục banh hết trơn, cái gì thục banh hết trơn, cái thằng để ốc gắn kìa, thục banh hết trơn, cái thằng cong quẹo hết trơn rồi đó. Bây giờ em sẽ mở cho ông chị coi ha. Đây nó cong quẹo của ổng, nó xài không được nữa, là nó như thế này đó ông chị thấy không đó. Nó như thế này là ổng cự em quá cự luôn, ổng cự cho vô cục quá. Nói chung là chắc tội nghiệp ở chỗ vô cục, tội nghiệp mấy cô chú anh chị lắm luôn á. Đây ổng lợi đó, ổng nhận hàng ổng cự quá sát cự rồi đó. Nó bị như thế này nè ông chị, anh chị thấy không, là nó không xài được nữa đâu. Đối với ông chú như thế này là loại là phế thải rồi nè. Mà đặc biệt thêm cái nữa là ổng nói ốc ở chỗ này nó như gì nè ông chị, thấy nhìn thấy không, em gom sát lên cái con này là em cũng mới bán rồi nè. Ổng nói bung sát lên thế này là nó không xài được nữa. Thì dạ con kính thưa ông chú luôn, đó chính là ông chú thì chỉ mua đồ mới thôi, gõ màn hình cái cục vàng đó, ông chú chỉ đi mua đồ mới thôi, chứ mà thật sự ra mà đồ cũ mà ông chú mua mà con ốc nó như thế này mà ông chú nói là nó hư hết là con chả hiểu ông chú như thế nào luôn á. Thôi bưng cái này để qua bên đi cục vàng.
Rồi qua đây nè anh chị ơi. Em có về con để 4 kênh nữa kìa. Bây giờ bé lại lấy bé lấy cái máy phan á, bé tháo cái nắp của con để này ra bán cho cô anh chị dùng với mình nè. Cái con để này là hơi bị mạnh nè anh chị. Hình như con để này hơi bị mạnh luôn á. Con để này hơi bị khủng nha. Nói chung là quýnh tiếng cực kỳ mạnh luôn anh chị. Cái dây nguồn của nó thôi kính thưa bự luôn. Em mới lấy gì cái ché luôn nè. Đó, thấy không chị thấy không? Rồi bắn ra đi con. Nhớ giữ gốc luôn nha. Mặt mày của em ấy nè anh chị, thấy không? Đó, đây là CMC 3000. Hai cái mũi liền nhìn xịn không? Đẹp không? Tắt điện cái cho con bé nó tháo ra để nó gớt ốc ở trong là tàn hình nữa không chị. Thì bên đây em có về một bộ là nói chung là bát này là bát Thái ha, bát Thái này là 300 hay 500 gì không biết nè. Nhưng mà đã coi thông tin sơ sơ nó là đúng hàng Thái luôn anh chị ha. Này là full đôi vỏ nỉ dán ép. Cái vỏ này xài là gọi là bao bền nè không chị. Vỏ này bền lắm. Đó. Này là em sẽ tiến hành video sau à, em sẽ rã ra em bán đồ món nha anh chị ha. Còn anh chị nào muốn nâng cấp đồ á lại em sẽ bán anh chị cặp súp này nè. Sao nó bữa nay nó quay nó là sao như thế nào á. Rồi, thôi bỏ qua đi anh chị ơi, tại vì nó điện thoại em nó hết dung lượng hay sao rồi quay nó hơi bị là nè. Đây có một cặp súp 5 nè, một cặp Hyundai nè anh chị ha. Rồi em sẽ rã cái men này cho anh chị coi. Đây máy móc của em ấy đây. Đó chạy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 18 18 36 con à, 36 con 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 16 32 con không chị ha. 32 công sức chạy đếm đến tổng là 36 con không chị ha. Cái mè này em bán cho anh chị là 3.700.000 ha. Cái cục đẩy xe 3U 3.700.000 bao ship tới nhà không chị ha. Thôi kết thúc video cục vàng để điện thoại nó nóng chịu hết nổi không chị ơi. Điện thoại mới mua luôn á mà cũng xịn mà quay hết nổi không chị ơi. Chào anh chị, chúc anh chị sức khỏe ha, chúc mọi người thật nhiều may mắn nha, chào mọi người.